Thực tế thì thời gian qua cho thấy thị trường ô tô đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và giá giảm với tất cả các phân khúc do nguồn cung từ nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước đang rất dồi dào. Vâng, mặc dù thị trường ô tô đang vào mùa cao điểm cuối năm, tuy nhiên thì do nguồn cung lớn, lượng tồn kho nhiều nên đến thời điểm này thì giá ô tô vẫn giữ ở mức ổn định. Hơn 16.600 xe nhập khẩu về nước trong tháng 10 là con số cao nhất từ đầu năm 2019, tăng hơn 131% so với cùng kỳ năm 2018. So với tháng 9, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 10 tăng hơn 50%, giá trị tăng hơn 28%. Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm, trên 123.400 xe hơi nguyên chiếc các loại về Việt Nam với giá trị hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ. Tính từ đầu năm 2019, Thái Lan tiếp tục khẳng định là công xưởng sản xuất xe của châu Á. Quốc gia láng giềng chiếm vị trí dẫn đầu với gần 68.600 xe xuất khẩu sang Việt Nam. Chỉ tính riêng Indonesia và Thái Lan đã chiếm hơn 80% lượng ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam trong 10 tháng vừa qua. Thuế nhập khẩu xe hơi về 0% theo cam kết của Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN từ năm 2018 là nguyên nhân lực đẩy chính khiến xe hơi hai nước này tràn vào Việt Nam. Lượng ô tô nhập khẩu tràn về Việt Nam ngày càng nhiều khiến cán cân tiêu thụ giữa xe nhập và lắp ráp trở nên cân bằng hơn trong năm 2019. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ xe nhập khẩu trong 10 tháng của năm 2019 tăng 118%, trong khi xe lắp ráp giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ 2018. Cùng với đó, nguồn cung ô tô sản xuất lắp ráp trong nước cũng tăng lên, khiến nguồn cung dồi dào, thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết trong quý 4 năm 2019, thị trường sẽ ổn định để đón dịp cao điểm mua sắm ô tô cuối năm. Nguồn cung tăng mạnh gây sức ép khiến các hãng xe phải giảm giá để giữ thị phần và cạnh tranh với đối thủ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Còn theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, từ nay đến cuối năm giá xe khó tăng.